Quỳnh ơi, con mới có 15 tuổi à, ở ngoài đường có nhiều người xấu lắm. Ba mất rồi, mẹ chỉ còn hai đứa con thôi, về với mẹ đi con. Dạ con xin phép chào cô, em chào chị gái. Dạ cô chào. Có thể giới thiệu cô tên là gì? Cô. Dạ. Cô là tên là Trần Thị Hồng. Cô Hồng là quê ở đâu đây cô? Quê thị trấn Đức Hòa, Long An. Hôm nay cô về đây cùng với ai đây? Cô đi với con gái tìm dạ. cháu ngoại. Tìm cháu ngoại. Ừ, tìm cháu ngoại. Đó. Bị người ta dụ dỗ đi mấy ngày nay mất rồi. Dạ. Liên lạc không được. Dạ con xin phép được chuyện trò với lại con gái của cô. Dạ. Xin phép chào chị. Chào mấy anh. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Dạ em tên là Đào Thị Minh Hương. Chị Hương là ở Long An đúng không ạ? Dạ em đúng rồi, em ở thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An. Dạ. Hôm nay là chị về đây cùng với mẹ. Dạ. Nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ vụ việc đó là tìm con gái của chị đúng không? Dạ đúng rồi. Con gái của chị họ tên đầy đủ là gì? Dạ con gái em họ tên đầy đủ là Võ Ngọc Như Quỳnh. Bé nhiêu tuổi rồi chị? Dạ 15 tuổi. Bé bỏ đi ngày nào đây? Dạ bé bỏ đi ngày 13 tháng 8 năm 2024. 13 tháng 8 hôm nay là ngày 18, vậy là 5 hôm rồi. Dạ. Sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ có trình báo cơ quan chức năng rồi. Dạ. Chị có thể chia sẻ cái lý do gì con nhà mình bỏ đi? Dạ lý do là nó chơi trên mạng đó, kết bạn rồi này kia trên mạng rồi được bị mấy cái bạn bè trên mạng đó, dụ dỗ xin đi xin việc làm, rồi nhà em cũng nhiều lần đó là cấm cản là không có cho bé xài điện thoại nữa, nhưng mà cái hôm đó là cái buổi sáng đó là nhà em đi làm hết đó, rồi không có ở nhà có mình bé, rồi không biết bên đó nó dụ dỗ sao mà bé bỏ đi. Đi mất tiêu luôn, bây giờ gia đình không biết cách nào liên lạc được với bé đâu. Về tới giờ là bé đi mất rồi, đến ngày hôm nay luôn không có tìm được bé nữa, không có liên lạc gì được hết đó. Bé đi là mang theo những thứ gì đi chị? Dạ, mang theo là một giấy căn cước, với là một cái điện thoại, với một bộ đồ. Có tiền bạc gì không ạ? Dạ không có tiền hết. Vậy là bé đi bộ hay là có người tới chở bé đi đây? Không biết, cái vấn đề đó em cũng không biết nữa. Tại vì hôm đó gia đình em đi làm hết rồi, về là thấy rồi bé đã đi rồi nên em cũng không biết nữa. Chị là được mấy người con? Dạ, hai đứa. Bé này là con thứ mấy đi chị? Dạ, bé này là đứa lớn. Bé lớn? Dạ. Bé học đến lớp mấy là bé nghỉ đâu rồi? Dạ, bé nó học lớp 9, nó học không nổi nữa nên nó nghỉ. Hôm nay là chị về đây cùng với lại bà ngoại. Dạ. Đúng không ạ? Ông xã chị đâu? Dạ ông xã em mất rồi. Trời đất ơi. Mất lâu rồi chị? Dạ mất này mới có năm mấy là chưa được mãn tang nữa. Em xin phép thay mặt đội hiệp sĩ chia buồn với gia đình nhà mình nhá. Dạ. Vậy là con gái nhà mình là không còn đi học nữa, ở nhà sử dụng điện thoại rất nhiều đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thường xuyên lên các trang mạng xã hội để chơi. Dạ đúng. Đặc rồi. Biệt rằng là quen bạn bè trên các trang mạng, gia đình nhà mình đâu có biết được đâu đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Trước giờ bé đã bỏ đi như vậy lần nào chưa? Dạ chưa bao giờ đi lần nào cũng vậy hết. Tính tình của bé như thế nào đây? Nó cũng hơi bướng. Có nghe lời mẹ không? Dạ nó cũng hơi bướng chứ nó cũng không có được khờ. Nó cũng khờ nhưng mà nó hơi bướng, nó cũng không có được nghe lời luôn. Bé là bé cao 1 mét mấy đi chị? Cỡ tầm 1m63. Nặng nhiều ký ạ? Tầm chắc 60 mấy 70 ký, tầm chắc cũng 65 66 ký gì đó. Vậy là tuổi đời còn rất nhỏ nhưng mà thân hình dạ. thì trưởng thành rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Chị đang lo sợ nhất điều gì? Em lo sợ nhất là nó bị người ta dụ dỗ đi làm bán đi chỗ này bán đi chỗ kia, em rất là lo sợ vấn đề đó. Dạ giờ em cầu mong bên đội hiệp sĩ anh Nguyễn Thanh Hải với là tất cả cộng đồng mạng giúp đỡ giùm con em, tìm con em về với gia đình, mau sớm về với gia đình. Khổ quá khổ. Bây giờ gia đình em cũng đơn chiếc có mình em à. Bây giờ quán nuôi đứa con nhỏ nữa, mà giờ em không biết tìm con em ở đâu nữa. Nhờ cộng đồng mạng, nhờ anh em chia sẻ nhau rồi tìm bé về sớm về được về với gia đình. Chị hãy nói chuyện với con của chị đi, hy vọng con của chị xem được video này sớm quay dạ. trở về. Quỳnh ơi, con đang ở đâu à? Con thấy được cái video này á.
con mau về với gia đình đi, con về với mẹ đi, về với em đi, về với bà ngoại, về tất cả gia đình đi con. Giờ gia đình á đang mong con về vậy lắm. Con có chuyện gì về gia đình đi con. Mẹ giờ á đang nuôi nắm gặp con, mẹ nhớ mẹ. Mẹ nhớ con dữ lắm. Con về đi con. Ngoại nói chuyện với cháu đi mọi. Ngoại ơi, con ở đâu? Giờ con có thấy bà ngoại với mẹ con đi tìm con á, con quanh về. Bà ngoại khổ quá, hôm nay bà ngoại không ăn uống gì được, bà ngoại ngủ cũng không được. Bà ngoại nhớ con, bà sợ con đi mất. Giờ con có thấy bà ngoại với mẹ con đi tìm con quanh về đi con ơi. Con nhớ con đi quanh về đi. Bà ngoại thương con lắm. Hy vọng rằng con gái xem được video này thấy ngoại của con cũng như là mẹ của con, đặc biệt là lạc lộ từ Long An lên Bình Dương, nhờ các chú đội hiệp sĩ của Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì mong rằng con gái đang ở đâu đó phải sớm quay trở về. Xem được video này thấy cả mẹ cả ngoại bây giờ là khóc quá trời quá đất, lo lắng cho con từ ngày con đi cho tới nay, là cả gia đình bỏ ăn bỏ uống, bỏ hết công ăn việc làm, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để đi tìm con. Nên mong rằng con gái đang ở đâu đó ba mất rồi, hãy nghĩ, hãy thương mẹ thương em và sớm quay trở về. Con mà đi như vậy là thì cả gia đình bây giờ là không biết phải làm sao. Nhưng mong rằng con gái thương gia đình thì hãy quay trở về. Chỉ có gia đình là thương con vô điều kiện, còn bạn bè của con bên ngoài họ thương con sẽ có điều kiện. Đặc biệt rằng là con là con gái, con còn rất là nhỏ tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên, mà bên ngoài rất nhiều cặp bẫy. Có thể con đi con gặp người tốt thì không sao, nhưng con gặp những cái người xấu, người ta sẽ lên kế hoạch để mà người ta vì lợi ích đồng tiền của bản thân họ sẵn sàng là đưa con vào nơi hố sâu. Nên mong rằng là con gái hãy suy nghĩ cho kỹ càng, đang ở đâu đó ngay lập tức quay trở về. Còn nếu tới giờ phút này mà con có thể những ngày qua con đi ra bên ngoài mà bị bạn bè đối tượng nào chủ quán nào khống chế không cho con về, thì con thật bình tĩnh con gọi cho các chú đội hiệp sĩ của Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858, các chú ngay lập tức có mặt kịp thời để đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái. Còn đối tượng nào chủ quán nào mà đang giữ bé khống chế không cho bé về, đã và đang có kế hoạch ý đồ xấu với bé, bắt ép bé làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật, thì hãy nhanh chóng thả bé về. Còn nếu cố tình ngoan cố mà không thả bé về, khi nghe đội hiệp sĩ của Thanh Hải mà tìm được thì ngay lập tức bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết sự việc. Bé năm nay mới 15 tuổi, 14 tuổi đúng không ạ? Dạ. Mà cái khung hình phạt thì rất là lớn, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Nên mà mong rằng những cái đối tượng nào mà đang giữ bé, chứa chấp bé, không muốn dính líu tới pháp luật, thì trong ngày hôm nay và ngày mai phải đưa bé về. Còn nếu quá ngày mai mà không đưa bé về, khi anh em đội sĩ Thanh Hải mà tìm được thì chắc chắn rằng sẽ không có cái cơ hội để mà tha thứ. Thật sự đây là tiếp tục những cái câu chuyện mà tìm người thân rất đau lòng. Trong thời gian vừa qua thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận rất nhiều cái trường hợp tình trạng các bé chưa đủ tuổi, dưới tuổi vị thành niên bỏ nhà đi rất nhiều, và nguyên nhân chính là các bậc làm cha mẹ cho con em sử dụng điện thoại không quản lý được, để rồi con em mình chơi các trang mạng bị bạn bè lôi kéo rủ dê. Bởi vì tuổi này là cái tuổi của các bé, là cái tuổi đang lớn và đang phát triển, rất năng động, dễ bị cám dỗ bên ngoài. Đôi khi cha mẹ nói không nghe, nhưng bạn bè ở ngoài chỉ cần nói một hai câu và sẵn sàng lấy đồ, lấy quần áo bỏ nhà đi. Đó là cái điều mà thật sự rất là đáng tiếc. Nên rất mong là tất cả các bậc phụ huynh, bậc làm cha mẹ phải quan tâm các con nhiều hơn nữa, truyền tải cho các con hiện nay là cái tình trạng các trang mạng xã hội, đặc biệt là việc nhẹ lương cao, ngày một càng nhiều, để tránh trường hợp các con bị sập bẫy. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp gia đình tìm lại bé sớm. Mong bé một ngày gần nhất quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách bình an nhất và an toàn nhất. Thì rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, trong cũng như ngoài nước, xem và chia sẻ lan tỏa, để hy vọng một ngày gần nhất gia đình được đoàn tụ. Dạ rồi, cái trường hợp của cô cũng như là của chị gái thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí cô nhá. Dạ, chị nhá. Cảm ơn mấy anh bên thì đó. Hôm nay dạ, cô cùng với con gái về đây, người anh em quay phim ghi hình, cô thì tìm cháu ngoại, chị thì tìm con. Dạ. Thì gia đình nhà mình có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu ngoại cũng như là tìm con mình về không? Dạ, anh đồng ý.
Cuối video thì con chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là cháu ngoại của cô cũng như là con của chị sẽ quay trở về trong ngày hôm nay và ngày mai. Dạ. Mong gia đình nhà mình cố gắng nha. Dạ, cô cũng cảm ơn. Dạ, cảm ơn các anh em ở đây với lại cộng đồng mạng. Dạ, khi con về thì gia đình nhà mình phải có cách, có hướng để quản lý con. Dạ. Em thì em rất hiểu và rất thương cái hoàn cảnh của chị, bởi vì chị là một người mẹ đơn thân, chồng thì không may thì mất rồi, mẹ bây giờ thì rất là nặng gánh đấy. Đúng rồi. Một mình là thứ nhất là vừa lo cơm áo gạo tiền, vừa làm cha vừa làm mẹ để chăm sóc các con. Đúng rồi. Nhưng mà tới giờ phút này thì có thể là con chưa đủ sự hiểu biết nhận thức để mà thương mẹ. Không có hiểu biết gì đâu. Nên mới như vậy, nhưng mà mong chị cố gắng nhá. Yeah. Một cây mười hoa mười nhà mười cảnh, cố lên chị nhá. Xin phép chào cô, em chào chị gái, em cũng chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.